Xin chào các bạn đến với Túp Song Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều diễn viên có nhan sắc lại có danh tiếng, tuy nhiên không hiểu vì vấn đề tâm linh hay họ không có duyên với khán giả mà đóng phim gì cũng thất bại, rating nếu không thấp lè tè thì cũng chẳng có chút xuôi tâm nào. Thứ nhất, cô Lực Na Chat. Mỹ nhân Tân Cương có thể coi là tiểu hòa 9X làm việc năng suất nhất Hoa ngữ. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2021, cô nàng có đến 3 bộ phim cùng được lên sóng là Phong Khởi Nghệ Thường, Thập Nhị Đàm và Phong Bảo Vũ. 3 bộ phim với 3 đề tài và thể loại khác nhau, từ cổ trang đến dân quốc rồi hiện đại, từ tình cảm kỳ ảo cho đến điệp viên. Tuy nhiên, cả 3 tác phẩm này đều chịu chung cảnh flop dập mặt. Cô Lực Na Chat là nhất tỷ của Đường Nhân, được công ty lăng xê tích cực. Cô được coi là người nối nghiệp của Hồ Ca, Lưu Thi Thi, nhưng lại không đạt được thành tích như đàn anh đàn chị. Ngoại trừ Trạch Thiên Ký được ké phim của Lộc Hàm thì những tác phẩm còn lại cô đều thất bại thê thảm. Bản thân người đẹp này được đánh giá là ngoại trừ nhan sắc thì không còn ưu điểm nổi bật nào. Thứ hai, Ngô Cẩn Ngôn. Từ diễn viên không tên tuổi, Ngô Cẩn Ngôn vụt sáng chỉ sau một đêm nhờ vai Ngụy Anh Lạc trong Dinh Hy Công Lược và đây cũng là tác phẩm thành công duy nhất của người đẹp này. Hàng loạt dự án tiếp theo của mỹ nhân họ Ngô như là Hạo Lan Chuyện, Em Là Đáp Án Của Anh, Hạnh Phúc Sẽ Đến Gõ Cửa, Chính Thanh Xuân đều có rating lẹt đẹt, điểm đánh giá trên Douban cũng rất thấp. Ngô Cẩn Ngôn bị khán giả đánh giá là diễn xuất một màu theo trường phái lố và khoa trương. Không ít lần thì người xem truyền hình phải ngán ngẩm than thở vì không thể chịu đựng được diễn xuất tệ hại của người đẹp Dinh Hy Công Lược. Thứ ba, Thập Nguyệt. Dù chỉ mới gia nhập làng giải trí Hoa ngữ được vài năm nhưng Thập Nguyệt đã khẳng định được khả năng của bản thân khi trở thành diễn viên nặng vía trẻ tuổi nhất màn ảnh. Hàng loạt dự án phim mới của cô như là Tân Vườn Sao Băng, Em Rất Thích Anh, Thách Nguyệt và An Sinh đều vấp phải khá nhiều gạch đá của khán giả và rơi vào tình cảnh lên sóng rầm rộ nhưng kết thúc âm thầm. Nổi lên từ Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta, Thập Nguyệt được ca tụng là nữ thần thanh xuân thế hệ mới, được kỳ vọng là người kế nghiệp của Trịnh Sảng. Tuy nhiên, chính diễn xuất non nớt nhiều khuyết điểm đã khiến cho Thập Nguyệt vấp phải gạch đá của khán giả. Từ yêu thích, người ta bắt đầu quay lưng và tẩy chay các tác phẩm của người đẹp này. Thứ tư, Angelababy. Theo tìm hiểu thì Angelababy là nữ diễn viên bị cư dân mạng xứ Trung ghét nhất hiện nay. Ngoài diễn xuất dở được xếp vào hàng đặc sắc với kỹ năng trợn mắt thì lý do khiến cô nàng bị công chúng cho vào blacklist là vì thái độ quay phim hời hợt và thiếu nghiêm túc. Trong câu phương bất tự thưởng, Angelababy đã hứng cả rổ gạch đá vì phong cách đóng phim phong xanh, cắt ghép giả chân chỉ vì sợ mệt sợ nóng. Nhờ sự hỗ trợ của ông xã Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy vẫn nhận được cơ hội góp mặt trong nhiều dự án lớn khác như Thời Đại Lập Nghiệp, Người Bạn Thật Sự Của Tôi. Tuy nhiên vì đã quá sợ hãi diễn xuất của nữ diễn viên mà khán giả không dám xem phim, bất chấp việc nam chính đều là những cái tên hot như Hoàng Hiên, Đặng Luân. Nữ diễn viên cũng vì thế mà chịu danh nặng vía. Thứ năm, Lý Nhất Đồng. Tháng 4 năm 2021, bộ phim Ly Ca Hành do Lý Nhất Đồng và Hứa Khải đóng chính đã lên sóng. Tác phẩm mới này cũng không thể thoát khỏi lời nguyền flop của mỹ nhân họ Lý. Hay là tác phẩm Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em lên sóng đầu năm 2021 cũng chịu cảnh tương tự, ra mắt rầm rộ nhưng vẫn chẳng đạt được thành tích như kỳ vọng. Lý Nhất Đồng vẫn thường bị chê cười là sao nữ có thể chất ngàn năm không hot. Từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, cô đều đóng chính trong dự án lớn hợp tác với dàn nam thần hạng A như Đặng Luân, Lý Hiện, Hứa Khải, La Tấn nhưng chẳng thể thành danh. Thứ 6, Trịnh Sảng. Dù đã bị cấm cửa nhưng Trịnh Sảng vẫn là gương mặt đại diện cho dàn sao nặng vía nhất showbiz. Sau Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, những bộ phim tiếp theo của cô nàng đều rơi vào cảnh rating chạm đáy, điểm Douban thấp lè tè. Từ Mỹ Nhân Tư Phong Thái cho đến Hạ Chí Chưa Tới, Thanh Xuân Đấu, Dòng Thời Gian Tươi Đẹp, cô đều gây thất vọng về diễn xuất hoặc bị dàn diễn viên phụ lấn át. Theo đánh giá của khán giả, Trịnh Sảng trong 5 năm trở lại đây không còn nhiệt huyết với nghề diễn nữa. Cô hứng gạch đá vì lối diễn xuất hời hợt, cách làm việc tùy hứng, thiếu chuyên nghiệp. Trước khi dính lùm xùm với Trương Hằng, mỹ nhân cùng ngắm mưa sao băng cũng chỉ tập trung vào việc quay show, kiếm tiền thay vì tìm vai diễn thích hợp cho bản thân. Chúng mình là Túp Song Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!